Xin kính chào quý khán giả của chương trình Khai Tâm Chuyện. Thưa quý vị, trong cuộc sống, hẳn ít nhiều chúng ta cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc. Những lúc như vậy, chúng ta cũng ít nhiều cảm thấy bối rối, lo lắng và có thể rất sợ hãi. Chính nỗi lo ấy sẽ càng làm chúng ta trở nên luống cuống và bế tắc trong cách xử lý tình huống. Chương trình hôm nay xin được chia sẻ với quý vị một câu chuyện nhỏ mang thông điệp khuyến tấn chúng ta hãy luôn bình tĩnh để có thể quyết định sáng suốt vượt qua khó khăn. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Chú lừa thông minh. Ở một vùng quê nọ, có gia đình bác nông dân nghèo, tất cả tài sản chỉ có mỗi con lừa già là giá trị nhất. Một ngày kia, khi bác nông dân đang trên đường dắt lừa về nhà, thì qua một quãng đường vắng, không may chú lừa già bị trượt chân rơi xuống một cái hố bẫy mà ai đó đã làm từ lâu. Cái hố sâu hoắm, mà chú lừa thì già quá rồi nên chẳng thể làm gì được. Thế rồi, bác nông dân tìm đủ mọi cách. Nào là quăng dây xuống để lừa ngậm vào rồi kéo lên. Thế nhưng con lừa già không thể ngậm được lâu, cứ kéo lên được một tí, nó lại há mồm ra kêu, thế là lại rơi xuống. Cứ như vậy nhiều lần, bác nông dân càng lúc càng thất vọng. Trở về nhà buồn bã suy nghĩ suốt đêm tìm cách kéo nó lên. Suốt đêm trằn trọc, bác nông dân vẫn không nghĩ ra được cách gì cứu chú lừa của mình. Hố thì sâu, mà con lừa già lại nặng nề chậm chạp. Chân lừa thì đâu có giống như khỉ mà có thể bám víu được. Thế rồi, sáng hôm sau, bác gọi thêm vài người thanh niên khỏe mạnh đến, mọi người xúm lại tìm cách kéo con lừa lên. Thế nhưng, hố sâu mà con lừa thì lại mệt mỏi quá rồi, nên chẳng nhúc nhích được gì nữa. Mọi người nghỉ tay bàn tán hồi lâu, rồi quyết định chôn sống để hóa kiếp cho nó. Thế là mọi người hì hục đi xúc đất đổ xuống hố. Lúc đầu, khi bị đất đá đổ vào người, thì con lừa kêu lên thất thanh vài tiếng như tuyệt vọng lắm. Mọi người nghe vậy cũng buồn thay cho nó. Nhưng nào còn cách nào khác, họ đành phải làm vậy. Thế rồi, mài miết xúc đất một hồi lâu nên không ai để ý đến con lừa. Một lúc sau, mọi người tưởng rằng con lừa đã bị chôn lấp nên ngó lại xem sao. Bất ngờ thay, cứ mỗi khi có xô đất nào được đổ xuống là con lừa lại dẫm lên đất. Và cứ như thế, cái hố dần dần đầy đất lên. Và con lừa không những không bị vùi trong đất, mà nó còn dẫm lên đất để dần leo lên khỏi cái hố. Bác nông dân nọ mừng rỡ vô cùng. Mọi người chứng kiến việc khó tin ấy cũng hân hoan xúm lại kéo chú lừa già lên mặt đất. À,
ai nấy cũng khen ngợi nó thông minh. Khi con lừa được kéo lên mặt đất, mọi người ôm chầm lấy nó rồi giao trả lại cho bác nông dân mang về nhà trong niềm vui khôn xiết. Vậy là bác nông dân đã giữ lại được chú lừa duy nhất của mình. Thưa quý vị, thế giới quanh ta luôn vận động, phát triển, cuộc sống vì thế mà ngày càng đầy đủ hơn. Không khó để chúng ta có thể tìm kiếm nhiều thông tin tiện ích trên mạng Internet. Trên đó đã có nhiều bài viết về chủ đề học cách tự tin để vượt qua khó khăn. Thế nhưng, mỗi tình huống ta gặp trong cuộc sống đều không giống nhau. Vậy, làm thế nào để ta xử lý được các tình huống cụ thể một cách khéo léo nhất? Đó không chỉ là sự nhanh nhạy, mà còn cần đến một quá trình rèn luyện ý chí nữa. Như chú lừa trong câu chuyện này, hẳn cuộc sống của nó đã có rất nhiều cực khổ, phải không các bạn? Vì mang thân con lừa, nên nó phải làm những công việc nặng nhọc mà con người yêu cầu. Bởi vậy, nên có lẽ nó cũng đã quen với những hoàn cảnh khốn khó của mình. Ngay cả đến khi nó bị rơi vào cái hố sâu thì cũng vẫn bình tĩnh để thoát khỏi hiểm nguy. Ở tình tiết này của câu chuyện, chúng ta có thể hiểu rộng thêm một vấn đề khác. Đó là chú lừa kia thoát nạn cũng nhờ sự trợ giúp của con người. Tuy nhiên, sự trợ giúp đó chỉ là vô tình, đúng như vậy, chứ không phải là có ý định từ trước. Cũng bởi thế nên chúng ta mới nhận thấy được chú lừa kia thông minh. Đến đây, chúng ta cũng thấy câu chuyện này tựa như chuyện ngụ ngôn con quạ và cái bình, phải không các bạn nhỏ? Tuy vậy, hai câu chuyện có hai ngụ ý khác nhau, là con quạ trong câu chuyện kia chủ động gắp sỏi thả vào cái lọ để nước đầy lên. Còn câu chuyện này thì con lừa nhờ sự vô tình của người nông dân đổ đất xuống nên mới thoát chết. Cách mà chú lừa này được giải thoát thể hiện sự kiên trì, bình tĩnh khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Và chính hoàn cảnh ấy lại là phương tiện để nó vượt qua. Câu chuyện này khuyên chúng ta hãy luôn giữ sự mưu trí, dũng cảm, dám đương đầu với thử thách. Đừng tuyệt vọng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì nếu tuyệt vọng thì tự ta đã đào nấm mồ cho chính mình. Hãy tìm sức mạnh trong chính bản thân mình, vì đó là sức mạnh phi thường nhất. Có một số cách đơn giản nhất để chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống mà các chuyên gia đã khuyên. Đó là hãy giả vờ như khó khăn gặp phải không quá quan trọng với mình. Khi đó, ta sẽ giữ được khoảng cách giữa tinh thần và vấn đề đang gặp phải bằng cách tưởng tượng rằng chúng ta đang giải quyết nó hộ cho người khác. Điều này sẽ giúp chúng ta đi đến một sự hình dung lớn và mở ra trí tưởng tượng phong phú để có thể tiếp cận những gì đã bỏ lỡ. Qua đó, có cái nhìn toàn diện hơn về khó khăn. Cách thứ hai là phác thảo vấn đề, cố gắng phác thảo ra biểu đồ công việc thực tế và những khó khăn gặp phải. Khi đó, chúng ta sẽ tập trung được vào trọng tâm vấn đề cần giải quyết. Hay có một cách khác nữa, giống như sự buông bỏ, đó là ta thoát khỏi sự khó khăn đó bằng cách không suy nghĩ về nó nữa. Tạm quên nó đi trong một khoảng thời gian nhất định, rồi sau này mới quay trở lại vấn đề. Khi đó, ta có thể nhìn nhận được toàn cảnh vấn đề ở một góc khác dễ dàng hơn. Cách này cũng như là đưa vấn đề trở về với không, như trong giáo lý của Đạo Phật vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khó khăn trong cuộc sống thì muôn hình vạn trạng.
Nhưng châm ngôn có câu: dĩ bất biến, ứng vạn biến. Ngụ ý khuyên chúng ta luôn bình tĩnh thì sẽ đủ sáng suốt để vượt qua khó khăn. Đó cũng chính là thông điệp lớn mà câu chuyện hôm nay gửi đến quý khán giả. Mong rằng chúng ta sẽ rèn luyện được đức tính kiên trì và bản lĩnh để luôn giữ cho mình sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Đến đây, chương trình Khai Tâm Chuyện tuần này cũng xin được tạm dừng với lời chúc quý khán giả an lạc, hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.